Xin chào tất cả các anh chị, chào buổi sáng. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi. Phương Nga xin gửi lời chúc đến toàn thể tất cả các anh chị. Trước khi hết thì Nga xin gửi lời chúc đến ba mẹ, cô chú dì dượng cậu mợ ở tại Việt Nam cũng như tại Mỹ và tại Pháp. Các bạn bè của Nga ở trong nước cũng giống như là ở nước ngoài, những người bạn thân và các anh chị phụ huynh mà Nga đã có cơ hội đã quen biết các anh chị cách đây rất rất nhiều năm, và các bạn học sinh yêu mến của Nga. Nga xin gửi đến mọi người một lời chúc trong năm mới được một cuộc sống hạnh phúc nhất. Một cuộc sống hạnh phúc là các bạn, các cô chú, anh chị và tất cả mọi người luôn luôn được giàu có. Ở đây Nga nói là giàu có là mình sẽ được giàu có ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất là về sức khỏe của mình, mình luôn luôn được khỏe mạnh trong năm mới. Thứ hai là mình luôn luôn được giàu có về mặt tài chính, gặp được mọi sự may mắn trong năm mới. Và thứ ba là mình sẽ có rất nhiều thời gian để cho bản thân mình và cho những người thân trong gia đình mình trong năm mới này. Và đây là lời chúc Nga gửi đến tất cả mọi người. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong năm nay nhé. Chào tạm biệt mọi người. Good morning everybody. My name is Phương Nga. Today this is the first day of the Lunar New Year. The year of the big. 2019. I wish all of you, my parents, my relatives, my close friends, my students, my partners, and the parents of my students, will have the happiness life in the new year. The happiness life means you going to be rich based on three things: health, wealth, and time. First, you're going to have the healthiest life. You're going to be richer in the new year. And the third, you going to have plenty of time for you and for your relatives. Also, my student, you will be success in the future. And especially, I wish, I hope, God bless all of you in the new year.